VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Rốt vô tiếp. Ê, ngủ dài đến rồi kìa. Hiểu báo, đi đâu vậy? Ngươi quản được ta. Nghe nói ngày nào ngươi cũng bắt Dạ Linh Hiệp, sao một sợi tóc của Dạ Linh Hiệp cũng không thấy vậy? Đó là do hắn may mắn, bằng không bị ta bắt lâu rồi. Đừng có cố nữa, nếu quả thật không được thì nói một tiếng, huynh đệ ta vẫn sẵn sàng đồng ý giúp ngươi. Giúp ta? Ừ. Huynh đệ ta cũng đồng ý giúp ta. Ngươi nói xem, võ công của ngươi tệ như vậy còn có thời gian ở đây uống rượu, không bằng đi luyện tập thêm đi hả? Nếu không luyện được, bảo cho ta dạy ngươi cũng được. Ta chỉ lo cho chung thân đại sự của ngươi thôi. Ngươi không vội, nhưng cô gái đập vỡ đá đó cũng vội. Dựa theo tốc độ của ngươi, đợi đến khi bắt được Gia Linh Hiệp thì cứ cô đập vỡ đá kia đã thành bà lão rồi. Lão ngủ, chờ ta bắt Gia Linh Hiệp về, tất cả các ngươi đều phải quỳ xuống khấu đầu, gọi bảo gia ta một tiếng gia gia. Ê tiểu bảo, ngươi nằm mơ hả? Tiểu hoàng tử, cô xem ta đem thứ gì về nè. Tiểu bảo tìm ta sao? Ta đem bánh đậu xanh ngon nhất toàn thành Thanh Châu về đây cho cô nè. Ngươi đi làm việc cho Nam Bá Thiên, vậy mà còn mua bánh đậu xanh cho ta nữa, cảm ơn ngươi. Chỉ cần dỗ dành cho cô vui thì ta làm gì cũng được. Tiểu bảo, ta thấy gần đây ngươi cứ chào mày suốt luôn, có phải là việc làm lần này rất khó không? Sao có thể chứ, cả thiên hạ này không có chuyện gì làm khó tiểu bảo này được. Thật ra lúc nãy ta ở trong giường có nghe thấy ngũ gia bọn họ cười cợt ngươi. Chuyện là sao vậy? Bọn họ chỉ muốn đùa giỡn thôi. Tiểu bảo ta không giống với họ, trên vai ta đang gánh trọng trách của cả thành, ta không tính toán như họ đâu. Được rồi, cô mau thử đi. Tiểu bảo, người biết chúng ta... Ta biết, nhất thời cô vẫn không cách nào chấp nhận ta. Nhưng nếu như ta không thử thì sao ta biết có được hay không? Cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt được Dạ Linh Hiệp. Cái gì? Người muốn bắt Dạ Linh Hiệp sao? Đúng vậy, vậy cô mới được tự do. Người không thể bắt Dạ Linh Hiệp được. Ta nghe cha của ta nói là ở thành Thanh Châu, Dạ Linh Hiệp rất được lòng dân, ngày nào cũng làm việc thiện hết. Ngày nào cũng làm việc thiện sao? Ta không tin đâu. Chẳng lẽ từ lúc hắn trong bụng mẹ thì mỗi ngày đều làm việc thiện, không làm việc xấu? Ê, lời của cô đột nhiên nhắc nhở ta cách thu hút sự chú ý của hắn. Cô chờ đó, ta biết cách bắt hắn rồi. Ngươi đã làm nhục ta đó. Như vậy mới có thể làm gương cho người khác đúng không? Nào, đây là bút lan hào của Dạ Linh Hiệp đó, cất kỹ nha, giữ cẩn thận. Đưa đưa đưa. Ê, đừng có la nữa. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy đi, chạy lên, chạy lên. Dạ Linh Hiệp ta muốn cho các người biết, sau này đi tắm phải đóng cửa cho chắc vào đó. Người đâu? Dạ Linh Hiệp, sao ngươi lại nhìn lén bọn ta tắm hả? Lão bá à. Sao tiệm này lại bị đốt vậy? À, tối hôm qua bị Dạ Linh Hiệp đốt cháy đó. Dạ Linh Hiệp à. Thật sự vô Dạ Linh Hiệp làm sao? Còn không phải sao, ta tận mắt nhìn thấy hắn cầm lấy đuốc lửa phóng hỏa khắp nơi đó. Nghe nói hắn dễ viện trưởng của học viện Thanh Phong thành mặt qua nữa kìa. Ê, ta còn nghe nói hắn tới Phong Xuân Lâu giở trò lưu manh, nhìn lén cô nương người ta tắm đó. Đúng là hạ tiện không mà. Không thể nào, những chuyện này tuyệt đối không phải Dạ Linh Hiệp làm đâu. Đây rõ ràng đang làm bại hoại danh tiếng của người ta mà. Làm sao cô có thể chứng minh là hắn không có làm? Cô quen Dạ Linh Hiệp à? Đúng rồi. Cô nương, cô đâu quen biết hắn, dựa vào đâu mà nói không phải là hắn chứ? Đúng rồi đó. Rõ ràng có người đang phá hoại danh tiếng của người, bọn họ nên tin tưởng người mới đúng chứ. Thiếu gia, còn nghe tin tức chưa? Có người đang cố ý phá hoại danh tiếng của Dạ Linh Hiệp. Đám bùn muối đáng ghét này dám dùng cách hạ lưu này để ép cậu ra mặt. Thiếu gia, bọn tôi điều tra được Diêm Bang có cấu kết với Thanh Long Trại, cậu nhất định phải cẩn thận đó. Đúng là đáng hận mà. Bây giờ chúng ta đi bắt tên khốn giải dạng Dạ Linh Hiệp đó có được không? Không cần vội đâu.
Người này đốt tiệm nhưng không phá hủy tiệm, xông vào Thanh Lâu nhưng không cướp sắt cướp tiền. Chưa chắc hắn sẽ làm chuyện xấu, không giống như phong cách của Diêm Bang. Trừ phi Lý Quỳnh Hà, chúng ta đến tử lâu phía trước cũng được. Ghé mua bánh bao à. Ghé mua, ghé mua. Dạ Linh Hiệp ơi, dạ Linh Hiệp, tiểu gia sẽ tạo ra tội danh chọc phá cô nương và làm cho ngươi. Chắc không còn xa nữa đâu. Ở ngay phía trước thôi. Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi. Được. Sao toàn là nam nhân vậy? Mình cũng không thể chọc ghẹo nam nhân được. Mình ấy, tiểu niên tử, ta tới đây. Ê, không sai, ta chính là Dạ Linh Hiệp đây. Tiểu nương tử đi đâu đó? Có cần đại gia ta đưa cô đi hay không ạ? Đừng sợ, đại gia ta uống một ly với cô được không? Hả? Bụng lớn vậy thì ra đang có thai hả? Cô không sao chứ? Chắc ta sắp sanh rồi. Sắp sanh hả? Vậy nhà cô ở đâu? Tướng công của cô ở đâu vậy? Ê, tỉnh lại đi. Nào ê. Vẫn còn thở. Chuyện này tiêu rồi. Theo lẽ là cướp sắt, không ngờ lại cướp được đứa bé. Thôi đi. Mặc kệ vậy, chắc là nhà cô ấy gần vậy thôi. Ta nói trước nha, tới lúc đó đừng nói là con của ta đó. Đại phu, sắp sanh rồi. Ngươi mau đi gọi bà đỡ, còn ngươi qua đây. Mạnh hơn, mạnh hơn một chút đi. Cố lên. Người lại vậy? Người lại vậy? Ta là tướng công của cổ, người là ai chứ? Ta người là tướng công mà để cô ấy ở ngoài một mình, ngươi có bị làm sao không? Nương tử ta mới từ nhà mẹ về, ta đang ở trước cửa thành để cô ấy, nhưng không thấy cô ấy đâu. Sau đó mới biết cô ấy đang ở chỗ đại phu, nên ta mới đi đến đây. Ngươi làm cái gì đây? Ta người lấy hơi nè. Ê, trời, nương tử, cố lên, sanh rồi, sanh được một đứa bé mập mạp. May mà đưa đến kịp, mẫu tử đều bình an. Chúc mừng. Mau qua đây. Mau lên. Nhanh lên đi. Nhanh tay lên. Nhị cậu, bảo vệ về rồi. Bảo Giang. Tối nay thì món ngon thì các huynh đệ ta mời đó. Anh đã tạ Bảo Giang. Bảo Giang, tâm trạng hôm nay không tệ nha. Có phải gặp chuyện gì vui không? Chắc chắn là được tiền rồi. Đương nhiên là vậy rồi. Mấy người không làm được chuyện gì đàng hoàng, người nào người nấy đều dung tục hết. Cái gì tục vậy? Có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Được rồi, qua đó chơi đi. Mà khoan đã, sau này uống rượu cược tiền vẫn trò chơi thấp hèn như vậy, đừng tìm ta nha. Là sao ta? Vậy là sao? Lúc này nói gì mà không biết luôn. Nói vậy là sao? Không hiểu luôn á. Hoàng tử, có chuyện này. Ủa, đi đâu mất rồi? Hoàng tử, sao cô lại chạy tới đây? Ta tìm cô nãy giờ đó. Đoán coi, hôm nay ta đã làm chuyện gì? Làm chuyện xấu mà dám khoe khoang sao? Coi cách cô nói kìa, trên thế gian này không phải chỉ có mỗi Dạ Linh Hiệp biết hành hiệp trượng nghĩa đâu nha. Bảo gia ta cũng biết chứ bộ. Ngươi cũng hành hiệp trượng nghĩa nữa hả? Đúng vậy, chính là ta. Được rồi, đã làm gì nói thử ta nghe. Nếu ta nói ra, cô có thưởng cho ta không? Không muốn nói thì thôi, còn ướp ướp mở mở. Ê, ta nói mà được chưa? Hôm nay ta cứu được một thai phụ, sau đó thì cô ấy sanh được một đứa bé mập mạp. Khi cô ấy đang sanh em bé, ta vô cùng căng thẳng. Sau khi đứa nhỏ được sinh ra thì ta thấy vui còn hơn là thắng được tiền nữa. Cuối cùng ta nhìn thấy đứa bé đó, rồi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cha mẹ nó, thì trong lòng ta rất là vui. Vậy ngươi chính là ân nhân cứu mạng của đứa nhỏ này rồi. Phải đó, nếu không có ta thì đứa nhỏ gặp nguy hiểm rồi. Nói thật nha, cô không nhìn thấy
Cha của đứa bé vừa cúi đầu vừa đa tạ ta. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào, còn ngọt hơn khi được ăn mật ong nữa. Vậy sau này ngày nào ngươi cũng làm chuyện tốt như vậy á thì mỗi ngày đều được ngọt ngào rồi á. Hèn chi tên Dạ Linh Hiệp đó lại thích làm chuyện tốt tới như vậy. Thì ra làm chuyện tốt lại có cảm giác như vậy. Điều này có nghĩa là trong lòng ngươi cũng là một người rất lương thiện. Vậy rốt cuộc là tốt hay là xấu vậy? Đương nhiên là tốt rồi, ta không thích người xấu đâu. Vậy vậy nếu như ta làm nhiều việc tốt thì có phải cô cũng thích ta không? Ta đi hái quà đây. Vậy sau này ta sẽ thay đổi sách lược, sẽ không làm chuyện xấu nữa, ngày nào cũng làm chuyện tốt. Ta muốn làm nhiều gì tốt hơn cả Dạ Linh Hiệp nữa. Ta hy vọng ngươi có thể vì chuyện này mà suy nghĩ lại về sự khác biệt giữa chính và ta, sau đó tự hỏi lòng mình con đường sau này nên chọn ra sao. Cũng đợi cả ngày rồi, sao làm chuyện tốt lại khó tới vậy chứ? Buông ra! Không được đi! Buông ra! Con nghe không? Không được đi mà! Không được đi! Hả? Cướp buông hả? Ra. Đừng có đi mà! Buông ra đi. Mà! Không được đi! Ê cô nương, không sao chứ? Sao người đánh chàng ấy? Sao người đánh chàng ấy? Tướng công, không sao chứ? Tướng công! Là tướng công hả? Vậy sao ngươi lại giành túi của cô ấy? Ta cãi nhau với nương tử, nửa đêm nửa hôm cô ấy cứ đòi về nhà mẹ. Ta sợ trời tối nguy hiểm cho nên mới mau chóng đưa cô ấy về. Được rồi. Ta dùng thân phận của Dạ Linh Hiệp ra lệnh cho ngươi, sau này không được kéo tới kéo lui với nữ nhân nữa, nương tử cũng không được, đã biết chưa? Biết rồi. Nương tử xin lỗi nha. Đi thôi, về thôi. Đi. Ngươi là Dạ Linh Hiệp sao? Cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt đó. Không có gì. Đi thông thả ha. Đối xử tốt với cô ấy nha, nương tử của ngươi đó. Mình thật sự là một người tốt. Dạ Linh Hiệp. Dạ Linh Hiệp. Là ta. Ta thấy bà nửa đêm rồi mà còn ở đây giặt đồ lại dẫn theo cháu gái nữa, quá cực khổ à. Về nghỉ ngơi đi, về ngủ đi, còn lại cứ để ta giặt. Trời, Dạ Linh Hiệp giúp ta giặt đồ sao? Cảm ơn ngài rất nhiều. Đừng sợ. Yên tâm đi, ta dạ tìm Linh thấy Hiệp, rồi. Cảm ơn Quỳnh, ta rất sùng bái Quỳnh đó. Đây nè, đã nghe gì chưa? Gần đây Dạ Linh Hiệp làm rất nhiều điều tốt, rất nhiều người được sự giúp đỡ của hắn đó. Vậy đúng vậy, con lừa của ta bị mất, hắn cũng tìm giúp ta đó. Vậy cũng kỳ lạ quá, ai mà không biết gần đây Dạ Linh Hiệp đi làm chuyện xấu khắp nơi chứ. Thật vậy sao? Giờ thay đổi rồi sao? Chắc là lương tâm trỗi dậy đó. Không phải á. Đúng vậy, Dạ Linh Hiệp đúng là tốt thật. Sau này lớn lên ta cũng muốn làm Dạ Linh Hiệp. Như làm Dạ Linh Hiệp, ta cũng muốn làm Dạ Linh Hiệp. Dạ Linh Hiệp rất giỏi, Quỳnh ấy là đại anh hùng. Mắt nhìn của mấy đứa trẻ này không tiện. Sao lại như vậy được chứ? Dạ Linh Hiệp là anh hùng độc nhất vô nhị, không phải là người mà chó mèo nào cũng có thể đóng giả được. Làm gì có chuyện đó được. Tức giận tới vậy sao? Đây cũng đâu phải là chuyện xấu. Mục đích của Dạ Linh Hiệp là giúp dân trừ hại, cướp giàu giúp nghèo. Cho dù là ai, có mục đích gì đi nữa, chỉ cần hắn dùng thân phận Dạ Linh Hiệp làm chuyện tốt, ta không phản đối. Vậy cũng không được. Dạ Linh Hiệp trong trái tim ta là không ai có thể thay thế được hết. Ngươi cười cái gì? Ta có cười sao? Ngươi có cười. Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Cả hai con mắt của ta đều nhìn thấy mà. Trả
thả cô nè. Thiệt là cái tên Dạ Linh Hiệp giả mạo này, ta phải nghĩ cách dạy dỗ người mới được. Ta không muốn sống nữa, ta chấp nhận quyền sinh còn hơn là bị các người bán vào thanh lâu. Nếu như bị bán vào thanh lâu thì ta thà buông mình nhảy xuống đây còn hơn. Ta nhảy đó, ta muốn chết, ta không sống nữa, không sống nữa, ta không muốn sống nữa, ta sắp nhảy rồi. Sao mà hắn vẫn chưa đến? Ta hét lâu như vậy rồi mà. Hoàng ức quá. Có hoàng khuất gì chứ? Số của ta khổ quá. Cha ta đã gả ta cho một tên nghiện rượu, ngày nào hắn cũng đánh mắng ta hết đó. Bây giờ còn muốn bán ta vào thanh lâu nữa. Ta chết đi thì hơn. So với việc bị bán vào thanh lâu thì ta thà chạy xuống đây chết đi cho rồi. Ta nhảy đó. Ngươi không cứu ta hả? Nhảy đi. Ta không đúng, ngươi rốt cuộc có chút độc á. Cảm ơn người, nhưng mà tuy là lúc nãy ta rơi xuống là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như đúng kế hoạch đó chứ. Ngươi yên tâm đi, ta không làm gì ngươi đâu. Dù sao thì ta cũng là người tốt. Nhưng mà ta là Dạ Linh Hiệp đây, là ta. Tất nhiên là ta biết ngươi là Dạ Linh Hiệp giả rồi. Là ta đi nè. Sao lại là ngươi vậy? Tất nhiên là ta rồi. Bà, ngươi đến đây chi? Tới coi cô dở trò quỷ gì. Ấy, ban nãy ngươi hít phải mây hương, ngươi có thấy chóng mặt hay là gì không? Trò mèo này của cô sao có thể hại được ta chứ? Nhưng mà cô kiếm đâu ra cái thứ này vậy? Ta chỉ muốn dùng mây hương để dạy dỗ tên giả mạo đó một trận thôi mà. Cô nương ơi, với võ công mèo cào của cô á, làm sao mà bắt được người ta chứ? Võ công mèo cào cái gì chứ, ta mạnh lắm luôn đó. Chút sức của cô thì...